Không được, mau quay lại cho ta. Mạnh quá, ta phải giết ngươi. Sao Phong, mau tránh đi, đừng bị cái tên điên này liên lụy. Khốn kiếp thật đó. Thật lực quá yếu, tới từ đâu thì quay trở lại đó. Muốn lấy di vật của ta sao? Các ngươi không sướng. Có lực lượng này mạnh quá, chỉ cần một âm thanh đã có thể giết chết mình, khiến cho mình tan thành mây khói. Hay, may mà chủ nhân của đế tán này không phải là người khát máu thành tính, trái lại là quyết định tha cho chúng ta một con đường sống. Ừ, ta tới từ đâu, ta tới từ đâu. Phen này nghi rồi, ngươi tới từ hải vực phương đông, tên là Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, là thánh tử đời thứ 42 của thánh giáo Phần Thiên. Hải vực phương đông, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, thánh giáo Phần Thiên, thánh tử đời thứ 42. Chết tiệt, tên này là tự mình chạy mất rồi. Sau này cũng muốn dựa vào ông ta đối phó với cả quần đảo Chu Tiên nữa, phải làm sao đây? Nếu là già áo đen này đã biết ông ta, liệu có biết phụ thân mình là thân và thân thế của mình không? Tiền bối, ông biết gã nam tử đó sao? Tất nhiên là biết. Trong lịch sử của thánh giáo Phần Thiên có duy nhất một thánh tử chưa có vị đã vượt qua cả giáo chủ Hoàng Phủ Hạo Nguyệt. Như này nhóc, sao ngươi lại có quan hệ với cả Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đó? Nhìn hắn có vẻ đã thần trí không rõ, nhưng lại rất nghe lời của ngươi. Các ngươi rốt cuộc có quan hệ gì? Thật không dám giấu, lúc ta gặp ông ấy đang bị người ta đánh trên đường. Thấy ông ấy đáng thương nên cho ông ấy một chút ngân lượng và thức ăn. Không ngờ ông ấy lại đi theo ta mãi. Sau đó ta vẫn luôn đưa ông ấy theo cùng, tới tận khi ta gặp nguy hiểm là ông ấy đã cứu ta. Nên ta muốn mượn sức của ông ấy để khởi động đế tán. Nhưng còn về thân phận của ông ấy, ta lại chẳng hay biết gì. Ta không biết liệu tiền bối có thể tiết lộ thêm thông tin cho vạn bối không. Tiểu tử ngươi may mắn thật, nhưng đáng tiếc đế môn này ngươi không qua được đâu. Còn những bảo bối khác ở bên ngoài đế môn thì bị ta thu vào trong túi. Chuyến này của ngươi có thể nói là tốn công vô ích, tiền mất tật mang rồi. Tiền bối, ngài không nói cũng chẳng sao, sau này ta tới hải vực phương đông thì ắt có thể biết được tất cả. Với lại chuyến này của ta có tốn công vô ích thật hay không, cái này thì chưa chắc. À, ta nhóc, ngươi làm gì vậy? Chẳng sống rồi à? Ta chỉ là không nói chuyện của Hoàng Phổ Hạo Nguyệt cho ngươi thôi mà. Ngươi cũng đâu cần gì phải nghĩ quẩn như vậy. Đừng uống, mau lên đi. À, lão tử nói với ngươi là được chứ gì? Sau khi hấp thụ được một phần ba nước ao trì, thì lại đột phá được thiên võ nhị trọng. Đây là tinh hoa kết giới của cả một ao trì, lại đột phá đến thiên võ tam trọng. Tên nhóc này không lẽ là quái vật? Không ngờ tên nhóc này là biến thái tới mức này. Tinh hoa kết giới của một ao trì, cho dù là kẻ có tu vi cao thâm cũng chẳng hấp thụ điên cuồng như vậy. Tiềm lực của tên nhóc này còn đáng sợ hơn so với ta dự tính. Cũng khá khá rồi, chỉ cần mình luyện hóa toàn bộ tinh hoa kết giới trên đường đi, hẳn là có thể đột phá tới thiên võ tam trọng. Nhóc con, người qua đây, ta có chuyện thương lượng với người. Tiền bối có chuyện gì muốn nói? Là chuyện có liên quan tới nam tử kia sao? Cũng chỉ là chuyện của Hoàng Phủ Hạo Nghiệp mà thôi, ta tất nhiên có thể nói với người. Ta muốn hỏi người một câu, người có biết thế lực nào mạnh nhất ở hải vực phương đông không? Thật sự không dám giấu, mặc dù vạn bối chưa từng tới hải vực phương đông, nhưng từng nghe nói thế lực mạnh nhất của hải vực phương đông tên là quần đảo Chu Tiên. Ta nhổ vào, quần đảo Chu Tiên cũng xứng làm thế lực mạnh nhất của hải vực phương đông. Thế lực mạnh nhất của hải vực phương đông chưa bao giờ là cái đám quần đảo Chu Tiên cứt chó gì kia, mà là Tàn Giả Ma Tông ta. Tàn Giả Ma Tông? Đúng vậy, Tàn Giả Ma Tông ta dưới sự dẫn dắt của tông chủ qua nhiều thế hệ, sừng bá hải vực phương đông đã nhiều năm, kẻ nào có thể địch lại? Chỉ vì tông chủ ta tu luyện ma công thất bại mà chết, Tàn Giả Ma Tông ta mới biến thành chia năm xẻ bảy, không ngừng nổi loạn. Nhưng cho dù là vậy, Tàn Giả Ma Tông ta vẫn là thế lực mạnh nhất của hải vực phương đông. Chỉ cần tập kết nhân mã của Tàn Giả Ma Tông ta thì vẫn như cũ là bá chủ của hải vực phương đông. Nhưng thật là có thánh thánh giáo Phần Thiên cũng không nhỏ, mặc dù thành viên của bọn họ rất ít, nhưng đều là các thế hệ có tư chất cực dài. Thánh giáo Phần Thiên đều là những thần thoại thiên tài, đặc biệt là thánh tử và thánh nữ của các thế hệ, càng là đứng đầu trong lớp trẻ của hải vực Đông Phương.
Hơn nữa, ta từng nghe nói tới một bí mật liên quan tới Hoàng Phủ Hào Nguyệt. Bí mật gì? Thánh giáo Phần Thiền lòng mang chi lớn nhưng lại không giao tranh với đời. Cho dù là giáo chủ Phần Thiền lúc còn trẻ mạnh hơn tông thiếu tông chủ ta, nhưng mà công tông ta phải mất một thời gian dài mới có thể đạt thành. Vì vậy lúc bọn họ kế vị, tông chủ ta so với bọn họ còn mạnh hơn một bậc. Nhưng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lại là một kẻ ngoại lai. Lúc đó tông chủ ta là cường giả đứng đầu của hải vực Phương Đông, công nhận. Nhưng tông chủ ta đã chiến với Hoàng Phủ Hạo Nguyệt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lại hòa nhau. Mà lúc đó tông chủ ta tuổi đã gần trăm, chính là vào thời kỳ ma công mạnh nhất. Hoàng Phủ Hạo Nguyệt mới qua 30. Thế nên tông chủ nói với ta, thêm vài năm nữa Hoàng Phủ Hạo Nguyệt chắc chắn sẽ thắng ngày ấy. Tiền bối, nói như vậy chẳng phải là Hoàng Phủ Hạo Nguyệt là cường giả mạnh nhất của hải vực Phương Đông, không ai có thể uy hiếp được ông ấy sao? Tiếp theo là nói như thế này, bởi vì Hoàng Phủ Hạo Nguyệt khiêu chiến tông chủ của tông ta mới tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà đến tông chủ ta cũng không thể thắng ông ấy, vậy còn ai có thể uy hiếp ông ta chứ? Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đã mạnh như thế, vậy hắn gặp phụ thân ta ở đâu? Lẽ nào phụ thân ta là một cao thủ ẩn thế? Đến nỗi cái vị hắc y lão nhân này cũng không thể đến, không biết đến sự tồn tại của ông ấy. Vậy thì tiền bối, ông có biết vì sao Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lại biến thành bộ dạng ngày hôm nay không? Sao hắn biến thành bộ dạng ngày hôm nay? Ta không biết. Ở mười mấy năm về trước, Phần Thiền Thánh Giáo đã chuyển rời vị trí, rời khỏi Đông Phương Hải Thành. Tiền bối, người có biết bọn họ đi đâu không? Võ Chi Thần Thổ có thể nói là một vùng đất hoàn thành khác biệt. Ở đó bất kể là thiên địa linh khí, nguyên lực, huyền lực, thiên lực, chiến lực đều cực kỳ nhiều. Hơn nữa còn nuôi dưỡng một đám người và vật có năng lực cường đại, thú và yêu, đồng thời cùng bao gồm cả các bảo tàng vô hạn, các kỳ vật giữa thiên địa. Mà muốn tiến vào đấy thì phải thông qua một cuộc khảo nghiệm. Khảo nghiệm này gọi là thiên lộ, mà thiên lộ mỗi năm chỉ xuất hiện một lần. Thiên lộ? Không sai, nhưng phạm là người tiến vào thiên lộ đều là người có chí. Nhưng mà người tiến vào thiên lộ cũng chưa từng có một ai đi ra được. Vì vậy, có thể nói cách khác rằng võ thánh chi thổ căn bản không tồn tại, mà thiên lộ chính là một tán địa. Nhưng mà phong thần thiên thanh giáo, nhưng mà trong phần thiên thanh giáo quyết có nhắc đến việc đi trên thiên lộ, chuyển đến thánh địa, thánh huyền chi địa. Cũng chính là bởi vì phần thiên thánh giáo rời đi, sự tan rã của tàn giả ma tông. Vì vậy mà người ở Đông Phương Hải Thành mới cho rằng Tru Tiên Đảo trở thành thế lực mạnh nhất của Đông Phương Hải Thành. Nhưng ngày này đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Tiền bối, người chính là nói đến Hoàng Phủ Hạo Nguyệt. Không sai, lúc đầu là lão phu tận mắt nhìn thấy Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tiến vào rồi thấy thiên lộ đóng lại. Không ngờ Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lại một lần nữa xuất hiện ở đây. Nói thật là ta vẫn hy vọng hắn có thể hồi phục trí nhớ, có lẽ có thể giải thích được bí mật của võ thánh chi thổ.